Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phóng to avatar lên gấp 4 lần ha. Thì bình thường cái avatar của mọi người có kích thước bằng nhau thôi. Và các bạn mỗi tháng nên thay avatar một lần để mình tăng cái tương tác với bạn bè của mình trên Facebook ha. Đó, thì cái avatar này các bạn sẽ thường xuyên thay đổi. Còn cái avatar mà đẹp nhất các bạn nên để cố định. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cố định cái avatar ở bên dưới này là cái avatar đẹp nhất hoặc là cái logo thương hiệu cá nhân hoặc thương hiệu công ty của mình để dưới đây ha. Đó. Ok. Đầu tiên, các bạn sẽ vào avatar. Mình sẽ tìm cái avatar đẹp nhất mà mình muốn show ra Facebook của mình và nó sẽ cố định luôn ha. Đó, ví dụ như cái ảnh này. Mình sẽ nhấp chuột phải để mình tải xuống. Tải xuống ha. Ok. Rồi, các bạn sẽ mở cái ảnh này bằng phần mềm Photoshop. Mình nhấp chuột phải, chọn Open with và chọn Photoshop ha. Ok. Rồi, các bạn sẽ vào Image và mình chọn Image Size. Để mình xem kích thước của nó. Đó. Hiện giờ kích thước của nó là 591 pixel ha. Nó là hình vuông. Đó, chiều rộng chiều dài bằng nhau và độ phân giải là 72 pixel trên in. Các bạn sẽ lấy cái số này mình trừ đi 1 là còn 590, sau đó mình chia đôi ra là 295 ha. Các bạn sẽ nhớ con số 295. Ok. Rồi, mình sẽ dùng công cụ cắt. Và ở đây các bạn sẽ nhập số 295 pixel vào đây. Chiều rộng, chiều cao là 295 pixel và độ phân giải là 72. Rồi, các bạn sẽ phóng to nó lên. Đó, mình phóng to nó lên ha. Và mình sẽ xem chiều rộng của nó là 24 này ha. Rồi, mình sẽ dùng cái thước bên trái, các bạn kéo nó qua. Và mình chia đôi con số 24 này là 12 ha. 12 10 10.2 á. Rồi mình để chuột đây. Đó. Rồi các bạn sẽ kéo cái thứ ở trên xuống cũng ở chỗ 10.2 này. Đó. Rồi, mình sẽ dùng công cụ cắt. Và mình đã chỉnh là 295 pixel rồi ha. Các bạn sẽ cắt từ trên xuống dưới cho đến đây. Đó. Mình Enter và mình sẽ bấm Ctrl Shift S để mình lưu lại. Mình lưu nó là số 1 ha. Ok. Rồi, mình sẽ undo lại, Ctrl Z để undo lại. Hoặc các bạn vào lịch sử ha. Mình quay nó lại một bước. Rồi, mình sẽ cắt tiếp cái phần tư thứ hai. Đó. Mình kéo xuống và mình Enter. Mình sẽ bấm Ctrl Shift S để mình lưu lại file số 2. Đó, và các bạn sẽ undo lại, mình cắt tiếp góc phần tư thứ ba. Rồi, Ctrl Shift S để mình lưu lại file số 3. Và mình sẽ undo lại. Mình sẽ cắt tiếp góc phần tư thứ tư. Và Ctrl Shift S để mình lưu lại file số 4, số 4 ha. Ok, rồi. Vậy là xong, các bạn sẽ tắt phần mềm Photoshop này đi. Đó. Mình được bốn cái ảnh nhỏ này ha. Rồi, các bạn sẽ vào lại Facebook. Mình up cái ảnh này lên. Mình sẽ vào ảnh video và mình up bốn cái ảnh này lên ha. Ok. Rồi, các bạn sẽ nhấn vào nút đăng luôn ha. Đăng luôn. Đó. Rồi. Các bạn sẽ đăng luôn ha. Sau khi đã đăng bốn cảnh này lên, mình được như vậy. Đó. Đây là bốn cảnh mình vừa cắt và mình đã đăng lên Facebook. Mình sẽ vào lại trang trang cá nhân của mình ha. Các bạn sẽ kéo xuống. Mình sẽ nhấp vào cái bút chì để mình chỉnh sửa cái ảnh ảnh nổi bật ở đây. Đó. Mình sẽ bỏ cái ảnh này đi và mình sẽ chọn cái ảnh đầu tiên lên. Đây là ảnh thứ nhất ha.
Rồi mình lưu. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cây bút chì và mình chọn cái ảnh thứ hai. Ảnh thứ hai là cái ảnh này. Rồi mình lưu. Tiếp tục mình sẽ nhấp vào cây bút và mình đưa ảnh thứ ba vào. Các bạn sẽ làm từng bước một như vậy ha, để cái thứ tự của nó theo đúng cái thứ tự mà mình mong muốn. Đây là cái ảnh thứ ba. Lưu lại ha. Rồi, mình sẽ chọn tiếp cây bút chì và mình đưa cái ảnh thứ tư vào. Đó. Ảnh thứ tư là cái ảnh này. Rồi mình lưu lại. Ok. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái ảnh avatar, cái ảnh đẹp nhất, và mình đã phóng to nó lên gấp 4 lần. Nó nằm cố định ở đây ha. Đó. Và mỗi tháng các bạn chỉ việc thay đổi cái avatar này thôi để mình tăng cái tương tác bạn bè của mình trên Facebook. Còn cái avatar chính của mình nó sẽ nằm ở góc này. Ok. Vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.